Đây là cụ voi tên Chuông, năm nay đã 66 tuổi, nặng hơn 2 tấn. Chuông sống tại Thảo Cầm Viên từ trước năm 1984, sớm hơn bất kỳ nhân viên nào đang làm việc tại chuồng voi. Theo lời kể của nhân viên chăm sóc, Chuông được người Campuchia dẫn đi đường bộ sang Việt Nam. Trước đó, Chuông đã được người Campuchia thuần hóa nên các nhân viên không gặp nhiều khó khăn khi nuôi dưỡng. Ngoài Chuông, ở đây còn nuôi thêm 3 chú voi khác là Bô, Tôm, Ni. Mỗi ngày, một con voi ăn món chính là 100-120kg cỏ, cùng nhiều món phụ như cành cây non có lá, cà rốt, bí đỏ, mía, bánh mì, khoai lang để khỏi bị ngán. Loài voi này đó, mỗi con có mỗi tính khác nhau. Con thì nó hiền lành, một con thì nó lầm lì lì nhưng mà nó rất là khó chịu. Trong vấn đề mình có thể mình quan sát và mình kiểm tra nó như thế nào để mình có cái hướng để mình phòng bị cho mình. Tại voi mình có 4 con, hiện tại chú voi lớn nhất là của mình là khoảng 60 tuổi rồi. Chú voi đó thường xuyên là bị bón, thì chú voi đó bị bón thì vấn đề mình chăm sóc nó rất là kỹ, và vấn đề bón đó mình cũng đã biết trước, tại vì thời đối với chú voi lớn tuổi cái hệ tiêu hóa nó yếu, nó đôi lúc nó dẫn đến vấn đề bón đó, mà thời gian bón thì nó kéo dài là tầm khoảng 7 ngày đổ lại, mà trong thời gian đó mình chăm sóc và theo dõi nó thì rất là kỹ. Mình phải cung cấp đầy đủ nước này kia nọ cho nó để nó có thể tới đi ra, là lúc đó là mình mới khỏe được. Động vật quý hay không quý gì thì đều là sinh mạng cả, và đối với lại anh em chăm sóc động vật ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn thì đều yêu động vật. So với tuổi thọ trung bình của voi cái thuộc giống voi châu Á trong tự nhiên ước tính khoảng 60 năm thì Chuông có tuổi khá cao. Tuy vậy, tuổi tác không ảnh hưởng đến sức ăn, sinh hoạt và sức khỏe của nó. Để đàn voi 4 con không bị thiệt thòi, nơi đây sắp xếp công nhân chuyên biệt cho loài, tức là ai nuôi con nào thì sẽ nuôi chính và theo sát để tăng tình cảm, mối liên kết giữa nhân viên và con thú.